Phát biểu tại cuộc gặp Tổng thống Israel, Isaac Herzog, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết chính phủ nước này bày tỏ tinh thần đoàn kết với Israel, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân tại giải Gaza. Theo ông, người Palestine chỉ là nạn nhân của xung đột và các nước cần tiếp tục cung cấp viện trợ cho người dân Gaza. Hiện Anh đang tăng cường viện trợ cho người Palestine phía Israel mới đây tuyên bố sẽ cho phép cung cấp nước, thực phẩm và thuốc men vào vùng lãnh thổ Gaza từ phía Ai Cập. Chuyến thăm của Thủ tướng Anh ừ. diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Israel ngày 18 tháng 10 và Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng có chuyến thăm nhà nước Do Thái đầu tuần này. Một số lãnh đạo khác cũng dự kiến thăm Israel. Theo chính phủ Anh, Ngoại trưởng James Cleverly có kế hoạch thăm các nước Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar trong những ngày tới.